Vô nhà đi, khuya lắm rồi. Thôi được rồi, đây là lỗi của tôi. Tôi đã sai khi hôn cô. Thư, Thư à. Lỗi là ở tôi trước. Tôi đã chủ động, nhưng thực tình á, tôi không muốn vậy. Tôi không muốn nghe, anh đừng nói nữa. Tôi nghiêm túc nói với cô là cô và tôi quá khác nhau. Tốt nhất á, mình không nên gặp nhau nhiều. Rồi sẽ có lúc cô sẽ quên rằng đã gặp một thằng lang bạc như tôi. Cô xứng đáng có một người tốt hơn tôi, yêu thương cô hơn tôi. Họ sẽ che chở cho cô. Vậy sao anh không trở thành một người tốt hơn đi, để yêu thương em, che chở cho em? Còn nếu không, anh chỉ là một thằng hèn nhát, đến tình cảm của mình mà cũng không dám thừa nhận nữa. Đúng vậy, tôi là một thằng hèn nhát. Vậy thì anh đi luôn đi, tôi sẽ không bao giờ tìm anh nữa. Khoan đã, tuần này dám mình đi giả ngoại, mày đi không? Tao không đi đâu, tao bận rồi. Trời ơi, mày đừng có làm tao mất hứng chứ. Tao đang muốn đi chơi lắm rồi. Mày biết không, sắp thi rồi, đừng để đầu óc căng thẳng nha. Đúng không lớp trưởng? Đúng rồi đó, thôi đi cùng với nhóm đi. Ừ. Sắp thi rồi, thôi lo ở nhà mà ôn thi đi Minh. Nói như mày á, căng thẳng thì cần phải xả chứ. Đi luôn đi, tao đăng ký rồi, mày đăng ký luôn nha. Để mình tính lại đó. Nè, giao cho lớp trưởng xử lý con này á, nó còn đang suy nghĩ. Thư, Thư đi chơi với nhóm nha. Phong trào của nhóm mà. Thư đi đi, để gắn kết với các bạn trong nhóm nha. Nhưng hình như cuối tuần này Thư có việc bận rồi. Bận gì vậy? Có phải là bạn trai của Thư không? À, hay là Thư rủ anh đi cùng được không? Được chứ. Vậy hả? Để mình hỏi lại rồi báo Minh nha. Thư, mày đi đâu đó? Tao ra đây chút, tiếng sao tự học mà. Lát nữa tao về liền. Trời ơi, chạy đâu dữ vậy? Xin lỗi nha. Con quỷ này, khó hiểu thiệt. Trời ơi, mày gan quá vậy. Đi đâu vậy trời? Hả? Hôm nay không đi học sao mà tới đây? Em được nghỉ. Sao buổi trước nó không tìm tôi mà? Đúng là không biết gì về con gái. Là người ta nói khi giận mà. Khách đến nhà không mời vô làm sao? Cô không phải là khách. Mà nói đúng hơn á, cô là khách không mời mà tới. Cô vô đi. Thôi,
Để tôi dắt cho. Hôm nay đến đây có chuyện gì không? Cuối tuần này anh rảnh không? Sao tự nhiên cô hỏi vậy? Em muốn rủ anh đi chơi thôi. Không được sao? Đi chơi là đi đâu? Lớp em đi vườn trái cây. Vui lắm á. Anh đi với tụi em nha. Sao? Anh đi được không? Không. Tại sao? Tôi bận. Anh bận hay là anh không muốn đi? Lý do gì cũng được, nhưng tôi không muốn đi. Anh không bận cũng không phải là anh không muốn đi, mà thật ra thì anh không dám đi. Không đúng sao? Anh sợ anh đi thì anh sẽ... Sẽ sao? Sẽ yêu em chứ gì? Cô nghĩ sao cũng được. Nhưng bây giờ cô về đi. Tôi có việc rồi. Anh không còn bài nào khác ngoài bài xua đuổi em sao? Tự ái của em chứ. Thế giới này đâu phải chỉ có riêng một mình anh. Thư, sao giờ mới tới vậy? Hồi sáng nay cứ tìm hoài mà không thấy chìa khóa xe máy đâu, nên mình tới trễ. Thôi được rồi, mọi người mình lên xe đi. Có gì mình nói sao? Sao không vô chơi với các bạn mà Thư lại ra đây? Mình muốn đi ra ngoài nhìn khu vườn bên kia một chút. Đúng rồi, khu vườn này con vậy mà nhỏ mà. Hay là mình đi qua khu vườn bên kia hả? Lớp trưởng sao không vào lo cho các bạn đi? Theo Thư làm gì? Thì có mấy khi đi riêng với Thư đâu. Mình nói vậy là sao? Không, Thư để mình nói hết. Mình biết là Thư có bạn trai rồi. Mình có thể không còn cơ hội nữa, nhưng mình luôn muốn là một người bạn tốt của Thư. Thư đồng ý nha. Mình là người bạn mà bất cứ ai cũng muốn được kết bạn hết. Trái cây đi mọi người. Mọi người ơi. À, lớp trưởng về. Các bạn còn xích vô cho lớp trưởng ngồi nè. Xích vô. Nhạc lên. 1, 2, 3. Vô xuống trên đoàn nhà nhỏ. Let's go!
Ủa, sao lại dừng lại ở đây? Bộ thư sợ phải mời mình vô nhà sao? Ờ, không có. Tại mình thấy cũng trễ rồi, mình mau về đi, không thôi nhà lo đó. Mình có cái này, thư cầm lấy ăn đi. Thư nhận đi, nếu thư không nhận là mình buồn lắm đó. Mình làm vậy thư ngại quá. Lần này thì mình nhận, nhưng lần sau mình đừng có làm như vậy nữa nha. Thôi, mình về đi. Cảm ơn hôm nay đã làm tài xế cho mình. Cảm ơn Xuân thôi hả? Thưởng cho mình đi. Thưởng gì? Thiệt tình à. Ủa, sao anh ở đây? Anh chàng đó rất đẹp trai, hợp với cô đó. Ừ, Minh đó hả? Bạn ấy, nhưng anh tưởng là không có đúng đâu. Cô biết tôi tưởng gì sao? Là sao ta? Không lẽ ảnh ghen?